Bảy người Việt Nam nhập lậu vào Anh trong thùng xe tải được giải cứu. Giới chức Anh ngày 16 tháng 2 năm 2024 đã phát hiện 7 người Việt Nam nhập lậu vào Anh trong một thùng xe tải tại cảng New Haven, hạt ít sơ Những người làm trên cảng New Haven đã nghe thấy tiếng đập kêu cứu của những người trong thùng xe tải. Sau đó cảnh sát đã giải cứu và đưa những người bên trong đi cấp cứu, may mắn là không có trường hợp nào tử vong. Đài Thông tấn xã Việt Nam cho biết phía đại sứ quán Việt Nam đã đang làm việc với giới chức và cảnh sát Anh để phối hợp giải quyết vụ việc này. Tháng 10 năm 2019, cảnh sát Anh đã phát hiện 39 người Việt Nam tử vong trong một thùng container đông lạnh nhập lậu vào Anh làm chấn động dư luận thế giới. Từ đó đến nay, cảnh sát Anh và Pháp cũng đã phát hiện một số trường hợp người Việt nhập lậu vào Anh trong các xe tải. May mắn là chưa có trường hợp nào thiệt mạng. Chính quyền và ban tuyên giáo Việt Nam hiện nay luôn tuyên truyền với người dân trong nước rằng Việt Nam là một quốc gia đáng sống, hạnh phúc. Nhưng tại sao bất chấp những nguy hiểm đến tính mạng như vậy, nhiều người Việt vẫn âm thầm tìm cách chọn ra đi? Ảnh cảnh sát Anh giải cứu và đưa những người trong xe tải tại bến phà New Haven đi cấp cứu ngày 16 tháng 2 năm 2024. Các bạn vừa xem bản tin 7 người Việt Nam nhập lậu vào Anh trong thùng xe tải được giải cứu do biên tập viên Mỹ Linh của Thời báo.de trình bày hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin lần sau mỹ linh thời báo de